nghĩa như sau một. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm cá heo đây các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con chuồn chuồn này. Còn đây mình sẽ tô màu sản phẩm ong mật, các bạn cùng đón xem nha. Như vậy đã hoàn thành xong. Như vậy thì hãy làm một cây như vậy. Như vậy. Sản phẩm chi đất. Nếu tô xong màu xanh lá xanh dương rồi, các bạn cứ đẹp hơn để có thể làm những cây đồ màu mình. Đó là rất nhiều màu của các bạn. Nếu như các bạn cũng như vậy, thì hãy làm những cây đồ màu mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Món này tên là gì? Gì? Này tên nó là gì? Bật lên thì biết. Như vậy là sản phẩm ong mật của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Sản phẩm cá heo này. Đây là sản phẩm là con chuồn chuồn của mình cũng đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình nhấn like và đăng ký. Mình xin chào tất cả các bạn.